Chào bà con, hôm nay chúng tôi đang test máy băm đa năng cổ cao có chức năng băm các loại sản phẩm sơ dừa, rơm, rạ, bạ mía, cành cây, các loại cỏ, lá khô. Hiện tại thì chúng tôi đang test băm rơm cho khách hàng. Máy sử dụng điện một pha, motor 3.5 kW, dây đồng 100%. Máy băm đa năng Takeo chính hãng, bảo hành 12 tháng.